Tôm mà quay. Đây rất là thơm mọi người. À, món cá lúc đánh xong là đã có rồi này. Đấy. Đấy. Ôi, nhà cá đồ nhá, cá đi bộ nhá mọi người nhá. Đây, đoạn này lợn rừng này. Lợn rừng, con lợn rừng này nuôi đến mùa xiêm nở, hoa xiêm nở các bạn. Trường của kênh Trai Farm. Kênh này cũng đã đạt rất đạt cách đây vài năm. Trên một cái sim này nó hoa cánh tay phai cánh này cánh tính tay phai đang giống như gọi là đào phai thank you.
con này nuôi được mấy năm rồi? Con đang tên là gì nhỉ? Sù. Sù ở đây nào. Sù. Sù. Sù ở đây nào. Đây đang dóm bếp này đứng đồ ấy. Bác chứ nhà đây này em Xu nhá, huyền thoại nha mọi người nhá. Xu này vừa trong nhà vừa là bạn, vừa là diễn viên. Cả đời bất cái
đứng lưới. Con cá to thì đóng vào hết là hết. Nướng nó được một nửa gà đây món thịt sau khi nướng xong là thái nha mọi người. Ồ, thông lừng gà thì đã sẽ quay toàn cảnh khu vườn của trái farm nha mọi người nhé. Đây mọi người vẫn còn đang nướng ở dưới kia. Đấy.
nó xong rồi. Cả gia đình đang chuẩn bị đấy, cái con cá rô mà lúc đấy mình quay nhá. Đấy. Bèo dạy quản hà bán này chỉ biết thấy đau buôn xả thôi.